Kính thưa quý vị và tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị một phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, Hà Nội, Sự Đinh Nhật Uy, 15 tháng tù treo, phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho hay là cũng vẫn như là thường lệ, công an, dân phòng và mật vụ đã xuất hiện khắp huyện Tân An của tỉnh Long An trong ngày xử Đinh Nhật Uy theo điều luật 258. Những cuộc chấn áp bắt bớ thực chất là màn trình diễn kéo dài thời gian cho tòa tuyên án qua một vụ xử nhanh chóng bất ngờ, kết thúc vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Cuối cùng, Đinh Nhật Uy được tự do với cái án 15 tháng tù treo. Những diễn biến về vụ án của Đinh Nhật Uy thật là khó đoán, nhưng rất nhiều người được rì tai là Đinh Nhật Uy sẽ được trả tự do ngay trong phiên xử. Trên thực tế, tòa án của Long An cũng như là các quan chức chấp bù ra lệnh bắt Đinh Nhật Uy cũng tuyệt vọng trong việc tìm ra một chứng cứ nào đó để giam cầm người thanh niên này. Một ngày trước vụ xử, luật sư bào chữa cho Đinh Nhật Uy là Nguyễn Thanh Lương đã gửi thư đến cho bà Kim Liên, là mẹ của Đinh Nhật Uy về việc ông xin rút khỏi vai trò bào chữa. Rất nhiều người đã lo ngại cho sự việc này và nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam đang cô lập các luật sư để tiện tay hành động. Nhưng cũng có nhiều người khác thì so sánh trường hợp của Y với vụ án treo của Nguyễn Phương Uyên cách đây không lâu. Vì không muốn luật sư bào chữa vạch ra những điều bất hợp lý trong cáo trạng, cho nên công an đã yêu cầu luật sư tránh mặt, tiện cho họ việc kêu án nhẹ và trả tự do cho tù nhân. Dường như là bà Liên và những người thân cận cũng được cho biết trước tình hình, nên trên Facebook đã có không ít người tuyên bố rằng ngày xử sẽ là ngày họ đi đón đi Nhật Uy về nhà. Phiên tòa sơ thẩm kết thúc nhanh chóng ngay trong buổi sáng. Facebooker Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo, tức là 15 tháng và một năm thử thách tính từ ngày hôm nay. Vào lúc 2 giờ 40 phút, Đinh Nhật Uy đã ra khỏi cổng nhà tù, nơi 3 tháng trước đây thì Phương Uyên đã bước ra. Được biết, tòa án Long An cũng đã tuyên trả lại Đinh Nhật Uy một số tài sản gồm có 6 chiếc áo thun có ghi dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, hai chiếc áo thun phía trước có ghi dòng chữ No to you lie, Yes to UN Class, phía sau có ghi dòng chữ Xóa đường lưỡi bò bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Đây là những chiếc áo thun mà cáo trạng của Viện Kiểm sát gọi là những vật chứng phạm tội. Rõ ràng sự kiện của Đinh Nhật Uy ra khỏi nhà tù là sự phá sản của đợt thí nghiệm áp dụng điều luật 258 nhằm để bắt bớ và khủng bố người dân trong nước. Theo luật này, thì việc tham gia mạng xã hội dân sự trên mạng lưới có thể biến người sử dụng thành người phạm tội bất cứ lúc nào, theo quan điểm của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và sau đây là tin thêm liên quan đến những vụ công an đang áp những người có tham dự tới phiên tòa xét xử vụ án Đinh Nhật Huy. Thưa quý vị, những biến chuyển xảy ra chung quanh vụ tòa án Long An xét xử thanh niên yêu nước Đinh Nhật Huy mở đầu chiến dịch sử dụng điều 258 tấn công vào các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, tôn giáo, hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng tại đường 116 Trương Định, phường nhất, thành phố Tân An, tỉnh Long An, vào lúc 7 giờ 30 phút, luật sư Hà Huy Sơn đã vào bên trong phòng xử để làm thủ tục bào chữa. Có rất đông người dân và các blogger đã có mặt cùng với gia đình để đến tham gia phiên tòa cũng như là ủng hộ cho tinh thần của anh Đinh Nhật Uy. Ngay sau khi mà phiên xử sắp diễn ra, blogger Châu Văn Thi cùng với bạn gái là cô Nguyễn Thảo Chi đã bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Hai người đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra vì bị chấn thương nặng tại đầu. Vào lúc 7 giờ 50 phút, có khoảng 40 bloggers và người dân đã cùng với bà Nguyễn Thị Kim Liên, là mẹ của Đinh Nhật Uy, có mặt trước khu vực tòa án. Mọi người đã bị chặn lại tại khu vực ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Trương Định. Gia đình của Đinh Nhật Uy không được tham dự phiên tòa xét xử thân nhân mình. Có mặt trong khu vực tòa án thì gồm có những blogger đến từ Sài Gòn và ngay cả những người từ Nghệ An, từ Hà Nội vào tận tới Long An để ủng hộ cho người yêu nước. Vào khoảng 10 phút sau, sau khi phân phát các biểu ngữ đòi trả tự do cho Đinh Nhật Huy, tất cả mọi người bất ngờ bị công an Long An huy động lực lượng kéo đến bắt giữ. Vào lúc 8 giờ, có khoảng hai chiếc xe lớn đã được công an huy động để bắt và nhốt người trái phép. Vào lúc 8 giờ 20 phút, thì công an Long An đã huy động rất đông người dân phòng trấn áp và bắt bớ thô bạo những người đến tham dự phiên tòa. Trong số những người bị bắt có cả người lớn tuổi, phụ nữ, linh mục và trẻ em. Mẹ của Đinh Nhật Uy và mẹ của Phương Uyên cũng đã bị bắt. Một bạn trẻ nhắn tin khẩn cấp cho biết tất cả mọi người bị khống chế và ném lên xe như là một con vật. Trong lúc hỗn loạn thì bên cạnh những la hét phản đối, trấn áp thì có nhiều người đã cùng hát vang bài hát Dậy mà đi. Vào lúc 9 giờ sáng, xe công an thứ nhất chờ đến đồn công an phường 1 huyện Tân An, gồm 8 người lớn và một em nhỏ, trong đó có cả mẹ của Nguyễn Phương Uyên và những thành viên của mạng lưới Bloggers Việt Nam đã trao tuyên bố 258 cho các đại sứ quán tại Hà Nội. Xe thứ hai gồm có 15 người trong đó có blogger Nguyễn Hoàng Vi từ Sài Gòn, chị ruột của Đinh Nhật Uy và con của chị 11 tuổi. Trên xe có blogger Lưu Trọng Kiệt bị bọn công an hành hung rất là dã man. Tất cả đã bị chờ đến trại tạm giam công an phường 7. Tại đây lực lượng công an đã đòi đánh người, thái độ rất là hung hãn. Tại công an phường 1 thì công an đã tách từng người ra làm việc. Công an cũng đã bắt một số người về trại tạm giam công an phường 3 Tân An, trong đó có Linh Mục Lê Ngọc Thanh và Nguyễn Phương Uyên. Trên đường cưỡng chế mọi người về thì tại một cột đèn giao thông, ba người đã leo ra khỏi cửa kính xe nhảy xuống đường và tẩu thoát được. Một trong ba người đó cho biết đã bị công an đấm mạnh vào mặt. Trong khi đó, thì chung quanh tòa án, cảnh sát cơ động đã lái xe vòng quanh khu vực bắt tất cả mọi người đến gần và trở đi. Tin cho biết là những người bị giam tại công an phường 1 đã bị khống chế, cướp điện thoại, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Trong khi đó, thì những người hiện đang bị giam tại trại giam phường 7 vẫn đấu tranh quyết liệt phản đối hành vi bắt người tùy tiện. Thưa quý vị, tất cả cùng đồng thanh ca vang bài hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ, công an đe dọa bạo lực để bắt mọi người làm việc. Tuy nhiên thì mọi người đã kiên quyết từ chối và thể hiện thái độ bất hợp tác. Công an tại nơi đây còn ngăn cản không cho nhận thức ăn, nước uống do người bên ngoài tiếp tế. Mặc dù vậy, khi mà tất cả mọi người cùng nhau ùa ra cổng nhận đồ tiếp tế, thì công an nơi đây đã không thể nào ngăn cản kịp. Thưa quý vị, được biết chị Đinh Nguyễn Quỳnh Như là chị ruột của Đinh Nhật Uy đã bị trật khớp vai sau khi bị công an trấn áp thô bạo. Điều đáng chú ý là một người đến tham dự phiên tòa có tên là Lưu Trọng Kiệt đã bị đánh giật hết sức dã man. Ngay sau khi bị áp giải về trụ sở công an phường 7 thì ông Lưu Trọng Kiệt đã bị lôi xuống xe. Sau đó thì có khoảng 10 nhân viên công an sắc phục cùng với dân phòng đã lao đến đấm đá ông túi bụi. Trận đòn thù của công an đã khiến cho ông Kiệt bị chảy máu, bầm mắt và mặt thì bị sưng và cũng trong khi đó thì phiên tòa xử trên Đinh Nhật Uy đã kết thúc. Một chuyện khá đặc biệt là ngay sau đó thì công an phường 7 đột nhiên mở toàn cổng và tất cả công an đều biến mất. Mọi người tự nhiên đi bộ ra ngoài, tuần hành phản đối hành vi công an bắt người trái phép và đồng thời đến trại giam đón tên Nhật Uy trở về. Bên công an phường 1 cũng tương tự, nhưng những người bị bắt đã ở lại và quyết liệt đòi công an phải trả lại tài sản bị thu giữ trái phép. Tại trụ sở công an, phường 3 cũng đã thu giữ không lập biên bản một số tài sản cá nhân, kể cả những biểu ngữ đòi trả tự do cho Đinh Nhật Uy. Những người bắt sau đó đã trao tặng cho cán bộ phường 3 hai quyển sách cẩm nang, quyền con người, tuy nhiên phía công an phường 3 không dám nhận. Mọi người kéo về đón Đinh Nhật Uy và công kênh của anh lên, rồi sau đó thì lại tụ họp lại và hát vang bài Dậy mà đi như là mùng một chiến thắng vẻ vang sau khi Đinh Nhật Uy đã được trả tự do đinh nhật uy tuyên bố sẽ tiếp tục lên tiếng trước các bất công thưa quý vị tin từ long an ngay sau khi được trả tự do thanh niên yêu nước đinh nhật uy trả lời phỏng vấn của đài voa và tuyên bố anh sẽ không ngại tiếp tục nói lên tiếng nói của mình về những điều pháp luật không cấm sau khi bị tòa án kết án tù treo anh nói những việc mà anh làm như là lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của việt nam quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hay là đấu tranh chống tiêu cực hay là những việc anh đưa lên facebook và bản thân của anh là không vi phạm pháp luật anh sẽ vẫn tiếp tục làm chứ không có gì phải ngần ngại. Những việc như là bảo vệ người em là Đinh Nguyên Kha về vụ án khủng bố thì anh sẽ vẫn tranh đấu và những việc nào mà bất công thì sẽ tiếp tục lên tiếng. Những việc đó làm là có ích cho mọi người chứ không phải là làm xấu cho mọi người. Thanh niên này còn cho biết thêm rằng anh rất là vui và cảm kích khi được chào đón khi ra khỏi trại giam và cảm xúc đó không thể nào diễn tả được. Anh cảm ơn mọi người đã tạo cho anh một tâm lý rất là vững chắc, một ngọn lửa cháy rất mãnh liệt anh nói sức mạnh của mọi người trên các trang mạng xã hội là không thể nào đo đếm được và nó rất là kinh khủng. Tòa án của tỉnh Long An ngày hôm nay tuyên phạt 15 tháng tù treo đối với Facebooker Đinh Nhật Uy vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự. Đinh Nhật Uy là trường hợp đầu tiên mà cáo trạng có nhấn mạnh tới việc sử dụng Facebook, hiện được coi là một trang mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Trước khi phiên tòa diễn ra thì nhiều bloggers và Facebookers cũng như là một số tổ chức thúc đẩy nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Facebooker Đinh Nhật Uy cũng như là kêu gọi hủy bỏ Điều 258 và xem đây là điều luật bóp nghẹt các quyền tự do bày tỏ ý kiến trên mạng Internet. Kính thưa quý vị và đó là một số các tin tức từ Việt Nam đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi tiếp quý vị phần tin từ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.